đo chiều cao đo bằng mét đo cân nặng đo bằng ký lô còn đo giá trị đàn ông phải đo bằng tiền đã không kiếm được tiền là thằng kém giá trị hoặc không có giá trị nó rất rõ ràng Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với chủ đề của tôi ngày hôm nay Đó là vâng thưa tất cả các bạn thành công là gì mà cả đời người ta cứ đi kiếm tìm vậy và thành công là gì mà người ta sẵn sàng trả giá đánh đổi mọi thứ để theo đuổi nó vậy vậy thì thành công là gì bởi vì rõ ràng một điều bạn thấy trong cuộc sống uh, nó có rất nhiều những cái khái niệm về thành công khác nhau Tuy nhiên người ta ở người ta có một cái khái niệm rất là đơn giản và dễ hiểu này Thành công là đạt được những gì mình mong muốn trong cái, trong cái cuộc sống của mình Thì như vậy gọi là thành công đấy bạn ạ đó Tuy nhiên đôi khi tôi đặt một cái câu hỏi rằng là Theo các bạn như vậy thì nó đã đúng chưa? Bởi vì đôi khi chính chúng ta Chúng ta cũng không hiểu thực sự là mình muốn cái gì Có phải tiền bạc chăng? Nếu như là tiền bạc thì tại sao có nhiều người có nhiều tiền bạc rồi họ vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó Họ vẫn cảm thấy họ không được thỏa mãn Họ chưa đạt được đến sự viên mãn Đúng không ạ? Đó Có những người thì lại cho rằng thành công đó là sức khỏe Sức khỏe là số một Và họ rất khỏe Nhưng hình như họ vẫn chưa thành công lắm Bởi vì anh có mỗi sức khỏe mà không kiếm được tiền Thì đời sống vẫn nhục lắm Nên hình như mỗi sức khỏe là không đủ Đúng không ạ? Đó Và cũng có những người thì nói không 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 thành công cuối cùng là ở gia đình thôi. Gia đình là trên hết, gia đình là số 1. Vậy thì cuối cùng thành công là gì vậy hả bạn? Đúng ạ? Người thì nói sức khỏe là số 1, người thì nói rằng gia đình là số 1, người thì nói rằng là gì ạ? Ờ, sự nghiệp là quan trọng, còn gì ạ? Các bạn khi người ta đa phần người ta còn trẻ, người ta nói anh em huynh đệ là trên hết, chi kỷ là quan trọng. Vậy cuối cùng thành công là gì vậy? Đúng không ạ? Đó. Thì các bạn ạ, khi người ta không định nghĩa đúng được thành công, thì cả đời người ta theo đuổi thứ mà người ta nghĩ rằng đó là thành công. Nhưng khi theo đuổi được rồi, người ta lại cảm thấy nó không được viên mãn và rồi vẫn không thành công. Đúng không ạ? Họ vẫn không thành công. Họ vẫn cảm thấy họ chưa thỏa mãn, nó vẫn thiếu thứ gì đó. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn uh, đi nhận diện thành công là gì. Đúng không ạ? Và... Vâng và thưa tất cả các bạn thì với một cái khái niệm đơn giản thành công là đạt được những thứ mình đề ra những thứ mình mong muốn thì đó là một cái khái niệm đơn giản và chính vì trên cái khái niệm đó nên con người ta ở uh, theo đuổi đi tìm những cái giấc mơ của mình tuy nhiên có một điều người ta nhận thấy rằng như này bạn ạ những cái người mà thành công mà họ họ thành công một cách viên mãn ấy và được đúc tượng được đúc tượng thì họ đều có những họ đều có thành công và họ có đầy đủ những yếu tố như sau thì thành công nó đối với họ nó là một hàm số nó gồm bốn biến bạn ạ bốn biến chứ chưa bao giờ là làm tốt một biến cả thì đầu tiên là sức khỏe thứ hai là sự nghiệp thứ ba là gia đình và thứ tư đó chính là bạn bè đấy bạn ạ và thành công với những người mà mà nó đạt được đến sự viên mãn đó là anh có cả bốn vế của một hàm thành công và thành công là một hàm đa biến Chứ chưa bao giờ là làm tốt một biến cả Đúng không ạ? Và khi xét sâu hơn về sức khỏe Thì nó lại có hai phần Đó là phần não và phần cơ bắp Não hay còn gọi là trí tuệ Và ba phần tư chữ sức khỏe của người ta Nó nằm ở não đấy bạn ạ à. Và nếu như chúng ta không hiểu Chúng ta cứ hiểu rằng À sức khỏe tức là tôi khỏe mạnh về gì ạ? cơ thể Về cơ bắp không Ba phần tư chữ sức khỏe nó nằm ở não Thế nên là người phụ nữ thông minh là người chọn chồng có não sau mũi, chứ không phải là cơ bụng sau mũi. Thì đấy mới là sự khôn ngoan. Và với đầu tiên của thành công là sức khỏe. Với hai yếu tố con, đó là trí tuệ và thứ hai là sức khỏe về cơ bắp. Tiếp theo nữa đến đối với sự nghiệp của người ta thì nó lại cũng có hai phần bạn ạ. Đấy, cái hay khi bạn học tôi đó là cái gì nó cũng cụ tỉ. Cụ tỉ tức là cụ thể và tỉ mỉ đúng không ạ không thể nói chung chung được thành công không thể nói chung chung kiểu dạng như là có tiền gia đình hạnh phúc rồi <laughs> anh em bạn bè xùm vầy tất cả những cái đấy nó không rõ ràng nó không rõ ràng dẫn đến việc để người ta theo đuổi nó nó cũng rất là hoang mang vì nó không rõ ràng đúng không ạ đó cái vế thứ hai nữa của thành công đó là sự nghiệp bạn ạ đó là sự nghiệp và sự nghiệp thì nó cũng có hai phần một là hoài bão và hai là sứ mệnh và hoài bão là gì hoài bão tức là làm giàu cho mình kiếm tiền cho mình và sống có địa vị trong xã hội thì như thế nó là hoài bão và cái thứ hai nữa nó là sứ mệnh nó là sứ mệnh sứ mệnh là phục vụ cho đời phục vụ cho người đấy bạn ạ và một kẻ được coi là thành công về sự nghiệp thì anh phải làm tốt được cả hai vế thứ nhất là hoài bão là làm giàu cho mình và thứ hai là sứ mệnh là anh phục vụ được cho cộng đồng anh giúp ích được cho cộng đồng, anh mang lại giá trị cho cộng đồng, đúng không ạ? Đó. Và cái vế thứ ba nữa của hàm thành công đó là gia đình. Thì trong gia đình nó lại có năm biến con đấy. Cái hay khi các bạn học tôi đấy chính là chất cụ tỉ. Cụ thể cụ tỉ tức là cụ thể và tỉ mỉ, đúng không ạ? Để nói về thành công không thể nói chung chung nào thì có sức khỏe rồi gia đình xung vầy sự nghiệp thành đạt anh em bạn bè trí cốt gì đấy không thể nói chung chung như thế được nó phải chi tiết đúng không ạ và gia đình nó có năm vế con. đầu tiên là cư xử vợ chồng trong gia đình là phải biết cách cư xử với nhau một cách nhã nhặn một cách phù hợp đúng không ạ và đã là chuyện của gia đình thì trong gia đình nó chỉ có yêu và ghét chứ không có đúng và sai và người ta chia tay nhau nhiều Bởi vì cách hành xử của dạ, Cách cư xử của người ta với nhau Nó không thỏa mãn Dần dần nó tích tụ lại cái sự dạ, bức xúc Và đến một ngày nó vỡ hòa ra Cái quan trọng hơn nữa Đó là người ta luôn cố gắng đúng và sai Đúng và sai Trong khi trong tình yêu, trong gia đình Nó chỉ có yêu và ghét thôi Tức là vui mừng nhiều hay giận dỗi thôi Chứ còn không có đúng và sai ở Đây là gì cả Và chính vì thế hôn nhân và cuộc sống bạn ạ. Hôn nhân trong gia đình thường thì nó có hai giai đoạn là 4 năm đầu rồi đến 4 năm tiếp theo là 8 năm. Và thường người ta đã đi được qua 8 năm thì tỷ lệ bỏ nhau là rất là ít. Nhưng trong vòng khoảng 4 năm đầu thì bỏ nhau rất là cao bởi vì các cặp vợ chồng trẻ lúc nào cũng đúng và sai. Nhưng khi người ta sống với nhau đến một ngưỡng nhất định, bạn sẽ hiểu một điều rằng để nói về toàn diện thì nhân vô thập toàn. Đúng ạ, à, nhân vô thập toàn Không ai tên là toàn diện cả Bạn có toàn diện đâu mà bạn đòi người vợ hoặc người chồng của mình phải toàn diện Đúng ạ à? Và bạn ở ngưỡng ví dụ thang điểm từ 1 đến 10 Bạn được 5 điểm Thì cái người bạn chọn họ cũng chỉ loanh quanh khoảng từ 4 đến 6 điểm Xuất sắc lắm thì được 7 điểm Mà bạn năm mà lấy được 7 là đời bạn quá hên rồi Chứ còn bạn thấy 7 Nhưng nhà thằng hàng xóm nó 8, nó 9 bạn lại muốn rằng là chồng mình cũng phải như họ bạn muốn vợ mình cũng phải như họ vừa đảm đang vừa chịu khó lại trung thủy không à? lẳng lơ tất cả những thứ đấy nó không thể có quá nhiều được bạn hãy biết chọn những cái phẩm chất uh, chính nhất đúng không ạ phẩm chất cốt cán nhất để từ đó chúng ta có thể dung hòa và sống với nhau làm sao cho nó phù hợp nhất và trong gia đình nó là nhường nhịp nhau thôi chứ còn để đúng sai thì không bao giờ có đúng có sai cả vì vội, mỗi một kẻ sẽ có một thế giới quan của riêng mình và người ta thường nói này người phụ nữ thì bị thừa hưởng cái tính cách và tư duy của bà mẹ vợ còn ông chồng thì lại thừa hưởng tính cách và tư duy của ông, ông bố chồng và khi một cuộc cãi vã xảy ra thì đó là một cuộc cãi vã giữa bà mẹ vợ và ông bố chồng chứ thì để tìm được cái điểm dung hòa chỉ có một cách đó là biết ứng xử, biết cư xử, nhường nhịn và yêu thương nhau thôi, chứ còn và vì cái chung mà đi lên thôi. Chứ còn đúng và sai thì khó lắm bạn ạ. Mỗi người có một quan điểm riêng. Mình đúng chắc gì người ta đã sai, đúng không ạ? Và chắc gì mình đã đúng hoàn toàn. Đó. Đúng không ạ? Vâng. Vấn đề thứ hai nữa trong gia đình đó là tài chính. Gia đình là phải có tài chính, chứ nghèo thì vất vả lắm. Đúng không ạ? Vất vả lắm bạn ạ. À. Rồi thiếu điều kiện để sinh hoạt, rồi nuôi dạy con cái, mọi thứ khó khăn lắm. Nên cái thứ hai trong gia đình là tài chính. Cái thứ ba là tình dục. Tình dục là phải đều đặn, tình dục là phải hài hòa, đúng ạ? Và với phụ nữ thì hồi còn trẻ khi mới yêu thì đầu tiên đó là gì ạ? Khi mới yêu và còn trẻ thì đối với họ là để chọn một người mình yêu là phải có đến 8 tiêu chí cơ. 8 tiêu chí bạn ạ. À. Rồi dần dần theo thời gian nó giảm 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 Và đến sau khoảng tuổi 35 trở đi Thì nó chỉ còn đúng hai tiêu chí thôi Tiền và tình dục Không có nói nhiều Tầm này không có cần lãng mạn mẹ gì cả Chỉ có múc luôn và đưa tiền này thôi Không có lè phè Không có phải thơ văn ca gì cả Mệt người Đúng ạ Và đó là bởi vì gì ạ? Sau cái tuổi 35 thì phụ nữ không còn ngây thơ nữa Nên các ông thường kêu rằng là Lúc yêu thì bạn gái giống như một loại động vật ăn cỏ Tạc tạc, tạc tạc, nhẹ nhàng lắm Nhưng sau khi cưới và sau khi đẻ con một hai đứa Thì chúng không còn ăn cỏ nữa Chúng chuyển qua ăn thứ khác đúng không ạ? Vâng. Và đấy là nỗi khiếp sợ của đàn ông Bởi vì lúc phụ nữ còn trẻ Họ ngây thơ lắm Và nét đẹp của người phụ nữ nằm trong cái chất ngây thơ ấy Đúng không ạ? Họ đáng yêu lắm Vì, vì họ ngây thơ nhưng rồi đến một thời nó hết chất ngây thơ thì phụ nữ không còn đáng yêu nữa mà họ chuyển sang đáng sợ đấy bạn ạ. À. Và khi bạn đang xem chương trình này, nếu như bạn là nữ hãy biết lựa cách để sửa đổi. Vẻ đẹp của người phụ nữ nó nằm ở sự ngây thơ và sự nhí nhảnh đấy. Còn khi thường người phụ nữ họ đã khoảng tuổi ngoài 35 trở đi chín chắn, đạo mạo, nghiêm túc, đúng không? Vâng, và làm cho đàn ông là cảm thấy mình mất chỗ đứng trong gia đình và người ta vẫn trêu nhau nhà là phải có nóc. Đúng rồi, phụ nữ là nóc còn đàn ông là trụ cột. Vâng, chị em thường nói như vậy, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ tư nữa để giữ gìn một cái gia đình hạnh phúc đấy là con cái. Con cái là đường về hậu vận. Hỏng đường con cái là mất toàn bộ hậu vận. Hãy nhớ cho tôi điều đó. Và đàn ông thì xây nhà, còn đàn bà thì xây tổ ấm. Thành công của người phụ nữ 70 đến 80% nó nằm ở gia đình. Thế nên là các cụ thường nói Lấy vợ làm nhà tạo trâu Xong ba việc đấy là xong cuộc đời Và cả đời thằng đàn ông nó có ba việc hệ trọng của cả cuộc đời Nó gọi là ba việc chiến lược cuộc đời Thì lấy vợ, lấy vợ là đường về gia đình Đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Lấy vợ làm nhà Làm nhà là đường về sự nghiệp Đi kinh doanh mà mày vi phạm luật pháp Thì đời mày chỉ có mạt và thứ ba là tạo châu. Tạo châu là đường về chọn nghề. Phải chọn được đúng thứ mình sở trường và đam mê. Và bất động sản là lĩnh vực sở trường và đam mê đối với tôi. Và đứng diễn thuyết nó cũng là những thứ mà tôi có năng khiếu đấy bạn ạ. Thế nên là không phải cứ thích là theo đuổi được đâu. Phải tạo cho đúng cái con trâu của đời mình thì nó mới chuẩn. Và lấy vợ làm nhà tạo châu, xong ba việc đấy là xong cuộc đời. Tất cả những thằng nào mà lấy nhầm vợ Thì cả đời không ngửa mặt lên được Khó ngửa mặt lắm Chính vì thế người ta luôn nói Phía sau thành công của người đàn ông Luôn có bóng dáng của người đàn bà Và phía sau thất bại của người đàn ông Luôn có, cũng có bóng dáng của người đàn bà thứ hai Đúng ạ à? Đó là kẻ phá hoại đấy bạn ạ à. Để tạo điều kiện cho chồng mình đi học hỏi Thì hai tay các bà chống hồng này Ông học gì học lắm học có mang ra được tiền không? Đúng không vâng và người phụ nữ nếu trình độ họ thấp họ sẽ kéo cái trình độ của người đàn ông xuống nhưng nếu trình độ họ cao họ lại khuyến khích cái người đàn ông của mình học hỏi họ. đúng ạ đó các bạn ạ thế nên phụ nữ là rất là quan trọng đối với sự gì ạ? thành bại của một đời người đàn ông và phụ nữ chính là diện đàn ông thì xây nhà còn đàn bà xây tổ ấm con cái có nên người hay không thì hoàn toàn phần lớn là phụ thuộc vào người phụ nữ thôi. Còn cha tức là bố đấy ạ, cha chỉ là người bạn lớn của con thôi. Các cụ đã nói từ trước đến nay rồi. Và con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, tất cả phần đa là do phụ nữ, không bao giờ được phép trách đàn ông. Bởi đàn ông chúng tôi thì về mặt thiên tính làm việc đấy nó cũng không tốt. Thứ hai nữa, đàn ông thì nó thiên về hướng ngoại nhiều, nên ngay cả như tôi đi suốt đi suốt và đi miết à. Các bạn ạ, có những đợt tôi đi cả tuần về mới nhìn thấy mặt con thì không hiểu tôi dạy con kiểu gì ạ. Tôi chỉ có thể làm gương cho chúng trong vấn đề học tập và kinh doanh thôi. Còn dạy con các phẩm chất, đạo đức rồi cá tính, tính cách thì tất cả là phụ thuộc vào người phụ nữ. Bởi vì họ thường trực bên con cái và khi con nhỏ thì con nhỏ thường nghe lời mẹ hơn là nghe lời bố. Các bạn ạ, à, đó. Thế nên là và người phụ nữ họ ở cạnh trẻ con, ở cạnh những đứa con, nó nhiều hơn là người đàn ông nên trách nhiệm đó là phụ thuộc vào người phụ nữ. Nhưng trách nhiệm của thằng đàn ông là phải kiếm được tiền. Nhà mà để không có tiền, nhà mà để đói ăn thì đấy là trách nhiệm của thằng đàn ông. Mọi thứ nó rõ ràng và tất cả nó được phân vai theo thiên tính rồi. Và sự bình đẳng là bình đẳng theo thiên tính. Đàn ông phải xây nhà, còn đàn bà xây tổ ấm. Đó là hai việc rất rõ ràng Nên thước đo Thước đo đối với người đàn ông Đó là gì ạ? Đó là tiền Đó là tiền Anh không kiếm được tiền Tiền phải tiền sạch nhé Không nói tiền bẩn Anh mà không kiếm được tiền Anh là thằng vớ vẩn Đúng không ạ? Và đo chiều cao đo bằng mét Đo cân nặng đo bằng ký lô Còn đo giá trị đàn ông phải đo bằng tiền đã không kiếm được tiền là thằng kém giá trị hoặc không có giá trị. Nó rất rõ ràng, đúng không ạ? nên thước đo của đàn ông là diện tài năng hay còn gọi là tiền bạc còn thước đo của người phụ nữ đó là sự chính chuyên và nuôi dạy con hai thứ rất rõ ràng đừng bao giờ đòi hỏi phụ nữ phải kiếm tiền vì đấy không phải trách nhiệm của họ nhưng cũng ạ? đừng bắt buộc người đàn ông quá trong vấn đề tất cả những công việc nhà bởi nó cũng không phải là thứ thế mạnh của họ bạn ạ à. đó thế nên trong gia đình hạnh phúc hay không là phải thấu hiểu phải thấu hiểu và tròn vai đúng không ạ đó và mặt trận thứ năm nữa của gia đình đó là ngoại tình ngoại tình bạn ạ à. đó mặt trận này mà để vỡ ra thì hỏng hết đúng không ạ và bạn thấy rằng chồng của bạn hay vợ của bạn là một người rất hiền lành và dịu dàng họ rất hiền lành hàng ngày họ rất là dịu dàng bạn nói những câu cũng nặng lời họ cũng cam chịu nhưng riêng chỉ cần biết bạn ngoại tình thì bạn thấy cái người đàn bà của bạn cả đời nhẹ nhàng và dịu dàng mẹ lúc bấy hai tay hai đoạn gươm nó đảo này mẹ nó sẵn sàng chém mọi thứ và tay cầm kéo lúc nào cắt chạch 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 nên tất cả những ông mà có rớp đi ngủ nhớ đóng bìm cẩn thận vào chứ không là các chị cắt chạch chạch chạch, chạch là mất tất đấy đúng không ạ và gia đình là một hàm gồm năm biến đấy bạn ạ một hàm nhỏ bên trong gia đình nó có đến năm thành tố từ cư xử tài chính tình dục, con cái và mặt trận về ngoại tình. Mọi thứ là phải giữ gì ạ? Giữ thật chặt, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo nữa để tròn về hàm vế của thành công đấy là bạn bè, đúng không ạ? Bạn bè. Và xét về bạn bè nó cũng có thứ nhất đó là gì ạ? Bạn với chính mình, tức là người ta gọi là cà phê một mình. Đúng không ạ? Bạn với ai? Bạn với chính mình trước đi đã. Mình ngồi với mình, mình tâm sự với mình, mình tự động viên mình, mình dạ? tự kỷ ám thị nó gọi là biện pháp tự kỷ ám thị tự khích lệ mình bạn làm được mình làm được làm đi thằng khác làm được bố mày cũng làm được chỉ khác nhau cách làm thôi và khác nhau phương pháp đi thôi chứ không hề không cần nhất thiết phải làm giống hệt họ người ta thành công về gì ạ về lĩnh vực về chứng khoán mình có thể thành công về bất động sản tức là vẫn là thành công chứ không nhất thiết thằng khác thành công về chứng khoán mình cũng phải thành công về chứng khoán không không làm được giống họ đâu bạn ạ à. Thằng khác làm được, bố mày cũng làm được Đấy là câu đúng rồi Nhưng đúng một nửa thôi Đó là bố mày làm cái gì Chứ còn không phải đừng thấy người ta ăn khoai Mà vác mai đi đào Tài năng là khác nhau Đúng không ạ? Cơ hội của mỗi giai đoạn là khác nhau Nên cách làm và phương pháp đi là khác nhau Vì thế đầu tiên là phải định vị đúng đã Thế nên là bạn bè đầu tiên là bạn với chính mình Đúng không ạ? Mình là bạn trí cốt với chính mình và đôi khi tôi cũng cà phê một mình tôi cũng ngồi một ly cà phê một mình nhìn mọi thứ suy nghĩ về mọi thứ động viên tôi khen tôi rồi trách móng trách, trách móc chính tôi rằng là à đấy sao ông lại để lỡ việc này sao mình lại có thể như thế được nhỉ đúng không ạ vâng thứ hai nữa sau cà phê một mình thì người ta cần có chi kỷ đúng không ạ người ta cần có chi kỷ có những thứ để tâm sự với bạn đời tức là vợ hoặc chồng ấy thì không thể nói được nó có những nỗi niềm không thể nói được nói ra thì chả lẽ ngang mới chê thẳng vào mặt vợ hay ngang với chê mặt chồng hoặc nó có những thứ không giải bày được nhưng người ta giải bày với chi kỷ được bạn ạ có ai đó để tâm sự có ai đó để hiểu thấu tấm lòng của bạn có ai đó để hiểu rằng đôi khi tình ngay đôi khi là diện tình nó ngay nhưng lý nó lại gian tức là nhìn bề nổi thì có vẻ nó không đúng nhưng thực sự trong đóng đáy lòng của bạn thì nó lại không phải là như thế họ bạn mong muốn những thứ tốt đẹp hơn thì chỉ có chi kỷ họ mới hiểu được bạn đúng không ạ và bạn bè thứ ba nữa đó chính là nhóm bạn nhóm bạn có thể là nhóm bạn về một sở thích nào đó nhóm bạn cùng chung một câu lạc bộ bóng đá nhóm bạn về một đội nhậu đúng không ạ nhóm bạn về một gu nào đó thì đó là bạn bè đấy bạn ạ à. đúng không ạ vâng và quay trở lại Chốt lại hàm số của thành công Thành công là một hàm gồm 4 biến Thành công là một hàm bạn ạ Và sau này bạn học tôi Bạn nghe những chương trình của tôi Thì bạn dần dần bạn sẽ thấy Cái cách tư duy của tôi Là tư duy theo hàm số Nhìn mọi thứ là nó phải đa chiều Chứ không được nhìn về diện Đơn chiều hoặc là đơn diện một biến Nhìn như thế không bao giờ trọn vẹn cả Đúng không ạ? Đó Và hàm số của thành công là một hàm gồm bốn biến sức khỏe với hai phần là diện trí tuệ và cơ bắp thứ hai nữa sự nghiệp sự nghiệp thì là hoài bão và sứ mệnh và hoài bão là làm cho mình sứ mệnh là phục vụ cho đời và nếu như bạn từng gì ạ, để ý những bản uh, chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp thì bao giờ họ cũng có là là sứ mệnh và tầm nhìn tầm nhìn tức là nhìn thấy cái tầm của mình trong tương lai nó cũng chính là hoài bão đấy bạn ạ à. tức là cái kỳ vọng của doanh nghiệp mong muốn trở thành một thứ nào đó thì người ta gọi nó là tầm nhìn còn đối với cá nhân thì nó gọi là hoài bão và hoài bão chính là tầm nhìn và tầm nhìn cũng chính là mục tiêu tuy nhiên mục tiêu là thể hiện cho trung hạn và ngắn hạn còn tầm nhìn là nói về một thứ rất xa xôi ở một thứ khoảng 10 năm, 20 năm hoặc đến cuối đời anh muốn đạt được thì nó gọi là tầm nhìn. Còn hoài bão là gì Hoài bão nó cũng là tầm nhìn nhưng nó sử dụng cho cá nhân. Và bạn thấy đối với doanh nghiệp, người ta cũng có tầm nhìn và sứ mệnh, tức là mong muốn trở thành ai và đóng góp gì cho xã hội. Nó không phải là viết để cho chơi bạn ạ. À. Và với cá nhân cũng thế, hoài bão của bạn là gì? Là làm giàu cho bản thân theo từng lộ trình như thế nào? Đúng không ạ? còn sứ mệnh của bạn khi bạn đến với thế giới này bạn được trao tặng cho sức khỏe sự khôn ngoan sự thông minh đúng không ạ đó và nhiều cơ hội để kinh doanh thì khi bạn kiếm được tiền bạn có mang đền đáp lại xã hội và cộng đồng hay không hay người ta chỉ biết nghĩ ích kỷ bản thân cho riêng mình thì như thế là tồn tại nó không cái cuộc sống của bạn nó không xứng đáng vì bạn được trao tặng cho nhiều thứ nhưng khi bạn kiếm được tiền Bạn lại sống ích kỷ bản thân Thì như thế không đáng để tồn tại Và chính vì vậy bạn sẽ nghe đâu đó Có những cái câu nói như thế này Có những người chết ở tuổi 35 Đúng ạ Chết ở tuổi 30 Nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới mang đi chôn Tức là người ta sống phí hoài cuộc đời Và người ta đã chết lâm sàng từ những năm 30 tuổi rồi Vì người ta ích kỷ bản thân Không có đóng góp gì cho cộng đồng cả Người ta không có tư duy, người ta không có khao khát vươn lên gì cả. Người ta cứ sống vật vờ vật vờ thế. Người ta chả có hoài bão, người ta cũng chả mang đến sứ mệnh gì cả cho cộng đồng. Và chính vì vậy, có những người chết ở tuổi 30 nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới mang đi chôn, nó là như thế, đúng không ạ? Đó. Và chốt lại hàm của thành công bốn biến, sức khỏe với hai vế, sự nghiệp hai vế, gia đình năm vế và bạn bè là ba vế, đúng không ạ? Thì đó là diện chọn vẹn của chữ thành công Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tập này Hãy thả tin, nhấn like, bấm theo dõi Để nhận được thông báo sớm nhất về các số tiếp theo Hãy để lại thông tin đăng ký ngay tại đường link bên dưới phần mô tả của video này Để nhận chọn bộ kiến thức và các khóa học miễn phí Mà diễn giả Đức Nguyễn đang chia sẻ